và tạ ơn nhau. Thì khi chúng ta nói đến giao thừa, hai cái từ giao thừa là từ hán nôm. Khi nói đến giao có nghĩa là mình gọi là trao lại, và thừa là thừa kế, đón nhận, nghĩa là cái giờ cuối của năm nay này, mình 1:59, 59 giây sẽ bàn giao cho năm mới là 0 giờ của ngày 1 tháng riêng năm 2018 được ta. Nên là cái khoảnh khắc đó là rất là linh thiêng. Hôm nay chúng ta quy tụ nhau ở đây buổi tối hôm nay, chúng ta hãy nhớ rằng hôm nay con thấy nhiều người mặc áo màu đỏ, màu vàng đó. Chúng ta không phải là mặc áo màu đỏ, màu vàng là nó một cách như là không có lý do đâu. Màu đỏ, màu vàng nó tượng trưng lên một cái sự là hạnh phúc và thịnh vượng. Nên là chúng ta cầu chúc cho nhau một năm mới hạnh phúc thịnh vượng. Màu đỏ biểu tượng cho sự hạnh phúc, may mắn. Màu vàng biểu tượng cho sự thịnh vượng, sống trường thọ. Tối hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây, chúng ta tạ ơn Chúa trước tiên là một năm qua. Dù có biết bao nhiêu thăng trầm đổ thay, dù có biết bao nhiêu khó khăn vất vả, vui buồn sướng khổ, nhưng bây giờ chúng ta tạ ơn Chúa là bởi vì một năm đó đã sắp qua. Nên bởi vậy khi chúng ta chúc mừng Tết nhau đó, là chúng ta chúc làm sao là năm cũ cho qua và bước năm mới thì chúng ta làm lại một cuộc đời mới. Bởi vậy Tết của chúng ta nó vui lắm, mà nó ý nghĩa lắm. Nó ý nghĩa như mùa chay vậy. Mùa chay là cái mùa mà mình hoán cải, biến đổi, trở thành con người mới. Thế thì Tết của chúng ta không cua thì mùa chay, không cua thì mùa bọc. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những ngày tháng qua, dù có buồn đen hay dù có huy hoàng vinh quang, đó tất cả là ơn Chúa. Và rồi chúng ta bước vào một năm mới và một khoảng cách mới, thì chúng ta sẽ dâng lên Chúa những thời gian mới đó. Chúng ta cầu xin Chúa cho có một cuộc đời hạnh phúc. Bởi vậy cái câu mà Happy New Year là cái câu không phải chỉ có tiếng Việt mà cả tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng nào cũng dùng cái điều đó cả. Xin chúc năm một năm hạnh phúc. Cái từ hạnh phúc là cái từ quan trọng nhất trong một năm mới. Nếu mà mình nói Christmas, Giáng sinh thì chỉ nói Merry Christmas thôi. Nhưng mà New Year thì không nói là Merry New Year mà phải nói Happy New Year. Và bài đọc tin mừng hôm nay là Chúa Giêsu dùng cái từ Happy liên tục, hay là Blessed are those, chúc phúc cho những ai, hoặc là Happy are those, hạnh phúc cho những người nào mà sống những cái điều Chúa dạy. 81 phúc thật, Chúa cho 48 con đường. Chúng ta cầu làm sao trong năm mới này, chúng ta sắp bước vào, còn 4 tiếng nữa thôi. Ở Úc này 4 tiếng nữa, ở Việt Nam chắc còn được 8 tiếng nữa. Xin Thiên Chúa cho chúng ta sống một cái điều phúc, mỗi phúc trong 8 điều mà Chúa dạy hôm nay. Phúc cho những ai sống nhiều lắm. Phúc cho những ai khao khát sự công chính. Phúc cho những ai sống vì Đức, sống vì Thiên Chúa. Phúc cho những ai chết vì bất đạo. Tất cả những mỗi phúc mời gọi chúng ta hãy sống cho Thiên Chúa và cho mình anh. Và khi chúng ta sống được điều đó thì khả năng của chúng ta sẽ được hạnh phúc. Dù có đau khổ vất vả, chúng ta hãy tin rằng đó là điều hạnh phúc nhất. Xin Thiên Chúa là đấng của nguồn mọi hạnh phúc và là đấng Chúa của tất cả thời gian, ban cho chúng ta một năm mới này
thật tràn đầy hạnh phúc. Và tạ ơn Chúa là một năm qua chúng ta đã có được một cuộc sống trong lòng tin, dù có những lúc thăng trầm đau khổ vất vả, vấp ngã, nhưng chúng ta tin rằng Chúa vẫn bên cạnh và đi trước chúng ta để dẫn chúng ta trên con đường năm mới cũng như cả một tương lai của cuộc đời của chúng ta. Amen. Chung về phía sân khấu, xin Thuận Thuận đâu, bản xuân ca mở đầu, xin Thuận trở lại. Dễ thương quá, quý vị, công nhận những giáo sứ này rất là dễ thương. Rất là dễ thương, xin quý vị cho các em thiếu nhi bạn trẻ với thầy trưởng lớp quý vị. Và hình như bây giờ cũng chính các em sẽ gửi đến. Đúng, đúng bây giờ thì... Xin quý vị, quý vị có thể nói 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Xin mời quý vị trở lại về chỗ ngồi quý vị. Mình còn thêm một giây nữa quý vị ơi, mình còn thêm một giây thật là dài phải không? Cho nên mong quý vị được đi lâu như quý vị nha. Ở đây để mà thưởng thức chương trình văn nghệ trong tối hôm nay. Và bây giờ để mà không chậm trễ nữa là một phần tiểu phẩm ngắn. Sức khỏe dồi dào,
Và chương trình của chúng ta đến đây đã kết thúc. Một lần nữa chúng con xin được kính chúc tất cả quý vị có một giấc ngủ thật là ngon, thật là vui, và để chào đón một năm mới đầy may mắn để đón chờ chúng ta phía trước. Một lần nữa chúng em xin được chân thành cảm ơn tất cả, và cũng không quên mời gọi mọi người ở lại hội chúng em dọn dẹp tay. Xin được cảm ơn quý vị.